đâm bị hỏng bây giờ. Ra cho mọi người, sắp tới cho mọi người. Cho anh ngồi, cho anh ngồi. Ốc nhiều thế mà, giờ thiếu ốc nhiều ấy. Thừa. Này không ngồi được hai người. Nó vướng vào cái cạnh kia rồi. Đừng nữa. Tiến lên. Nãy đang này tí. Đừng đâm chân chú nhé. Lùi từ thôi, lùi phải lái giữa cân giữa đường ấy. Bảo phải bẻ tay lái, quay tay lái. Bảo quay tay lái đi, quay tay lái, quay nó quay 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 này thôi, đấy, quay này, đấy, rồi, lùi. Đấy, quay tay nó cân, đấy. Tiến đi. Ok, cú ra, đi ra, dậm chân đấy. Đầm nuôi đi. Bảo lại ô tô. Thế cái này bố tiền thì phải tiền để mua đi. Phải giữ lấy lái rồi chỉnh hướng tay ra quay ra ngoài. Quay. Lái đánh tự đánh bao nhiêu bánh xe qua đây. Bài, quay bánh xe ra từ hướng ngoài này. Rồi, đúng rồi, quay đi, ok chưa, chân đừng đạp vào vỡ đấy. Quay sau đây. Cua đi, nữa, không ai, tiến lên. Tiến. Quay lại, cua đây lại. Bắn nó kia. Đấy, rồi, nữa. Nữa đi. Rồi. Anh sợ tôi mà sửa chưa không? Bảo thắt dây an toàn vào nào, núi đi.
này kể ngồi hai người tốt nhỉ, ngồi bé. Bạn đã bị mắc kẹt. Tiến lên một tí, tiến lên. Đánh tay lái, đánh tay lái xuống. Đánh bẻ bẻ, nó bẻ bẻ bẻ. Bẻ bẻ lái đi. Mất cái cửa ấy xuống ấy. Đừng dậm lên, dậm lên vỡ ấy, đừng dậm nhá. Tháo lên không? Ấn nút lần nữa là bài. Cửa lúc nhiều lại. Đấy, coi đây cua này, coi đây. Này, coi đấy. Quên, coi. Coi. Có được chảo đấy nữa, chú lắp luôn đã. Từ ra ngoài cho chú lắp luôn đã, chú xong. Không bây giờ bố tiến, xuất tiền đây. Hôm nào mang cái này ra chỗ sân chơi cái đua. Đó nhá.